Chào các bạn đã đến với channel của Sang. Thì hôm nay Sang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể list được cái đồng coin hoặc token của mình lên trên CoinGecko, cách làm cụ thể của nó từng bước như thế nào. Thì Sang sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết để ai cũng có thể làm được. Và lần trước thì Sang cũng hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể list được cái đồng coin hoặc token của mình lên trên CoinMarketCap. Nếu như những bạn nào mà chưa xem thì có thể vào lại kênh của Sang để xem lại. Thì đầu tiên á, để list được cái đồng coin lên trên CoinGecko á, các bạn vào cho mình là trang chủ của nó, sau đó rơi chuột vào cái phần product, chọn xuống cái danh mục là methodology ở đây. Các bạn nhấn vào. Rồi, ở trong đây nó là cái gì? Thì cái phần methodology này á, nó cũng giống như là một cái bảng điều khoản mà thằng CoinGecko này nó đưa ra. Nó đưa ra để cho chúng ta hiểu là khi mà những cái đồng coin hoặc token đó, nó listing trên đây thì nó có những cái điều kiện gì và nó hiển thị những cái thông số ra sao. Giống như ở đây nó đưa ra về cái phần là Just Call Trading Pair. Đó, các bạn có thể đọc thêm ở đây. Và cái phần này tất nhiên khi mà listing ở trên đây á, các bạn phải đọc thật kỹ rồi để chúng ta hiểu được là những điều mà CoinGecko nó muốn hướng tới, nó tạo ra một cái môi trường như thế nào để giúp cho người dùng họ dễ hiểu về những cái dự án được listing ở trên đây nhất có thể và những cái điều kiện ràng buộc của nó, bắt buộc những dự án nó phải tuân thủ ra sao. Thì chúng ta đọc càng kỹ thì việc mà chúng ta listing lên trên đây thành công thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi, sau khi đã đọc hết những cái điều khoản này, các bạn kéo xuống dưới cùng cho mình, kéo xuống ở dưới bên dưới, nó sẽ có cái phần listing liên quan cái phần listing ở dưới đây. Đây, cái phần là listing process flow ở dưới đây. Thì cái cách hoạt động và cái cách để chúng ta listing được cái đồng coin lên trên đây thì nó cũng khá là tương đồng với lại CoinMarketCap. Ở bên CoinGecko thì nó cũng sẽ yêu cầu chúng ta gửi cho nó một cái biểu mẫu form. Đây nè, nó để là fill up CoinGecko request form. Đây, các bạn bấm vào cái đường link này cho mình. Trong đây thì nó sẽ hiện ra một cái biểu mẫu form. Các bạn điền đầy đủ thông tin là được, giống như là email của bạn. Ở đây là các bạn không nên điền cái email cá nhân nha, các bạn điền cái email nó có chứa cái tên miền của dự án của mình, nó sang ví dụ là admin a cộng dự án của các bạn là thí dụ là siêucoi.io đó. Ví dụ là các bạn tạo ra dự án coi rác nào đó rồi, và các bạn chọn ở đây request option là new coin token listing cho mình. Ở đây nó có 4 tùy chọn thôi, là new coin token listing á, là chúng ta listing một cái dự án mới, còn update thì là update thông tin thôi, cập nhật, còn new exchange listing là về những cái thông tin mà list sàn mới, hoặc là event listing ở đây. Thì nếu như mà chúng ta muốn listing dự án mới thì chúng ta chọn vào tùy chọn đầu tiên này. Sau đó các bạn stick vào đây là đã đọc những cái điều khoản mà CoinGecko nó đưa ra. Hoặc là nếu như các bạn muốn đọc lại những cái đó để cho chắc cú thì các bạn bấm lại vào đường link này để các bạn đọc lại tất cả những điều khoản của nó. Sau khi mà đã hoàn tất cái này thì các bạn bấm tiếp cho mình. Rồi ở đây á, thì các bạn chỉ việc chọn là bây giờ các bạn muốn listing coin hay token. Đó, nếu như các bạn muốn listing token thì các bạn chọn token, muốn listing coin thì chọn coin. Ở đây là Sang chọn token nhé. Và ở đây á, nó ghi một cái notice, cái lưu ý á, là lưu ý rằng những cái coin hoặc token nè được listing ở trên CoinGecko á, thì nó nên được các bạn, nó nên được giao dịch ít nhất trên là một sàn giao dịch. Giống như là cái dự án của các bạn á, khi mà tạo ra thì nó nên được list ở trên một cái sàn giao dịch nào đó. Rồi các bạn hãy listing cái đồng coin hoặc token của mình ở trên đây. Cho nên là đa số những cái dự án ở trên CoinGecko á, là đều nó được listing ở một sàn giao dịch rồi nó mới được approve ở trên đây. Thì đa số như vậy, cũng có một vài trường hợp, cũng có những trường hợp là nó chưa có listing ở trên sàn nào cả, nó mới chuẩn bị mở bán IDO thôi, nó vẫn được listing lên. Nhưng những trường hợp khác, những trường hợp đó thì mình sẽ nói sau. Còn ở đây các bạn nên listing ở trên một sàn giao dịch. Rồi các bạn hãy đưa cái đồng coin hoặc token của mình lên trên CoinGecko.
Rồi. Sau đó các bạn bấm tiếp cho mình. Đây. Các bạn điền tiếp là token name, tên của dự án. Ví dụ mình đặt là sang LV đi. Sang LV và exchange. Đây nè các bạn. Nó để cái dấu sao nó bắt buộc nè. Như mình đã nói ở phần trước là cái token của các bạn nó nên được list ở trên một cái exchange, một cái sàn, để gửi lên đây rồi CoinGecko nó mới dễ duyệt cho các bạn để listing lên trên CoinGecko. Thì cái định dạng á, mà list exchange token này nó cũng có để ở đây rồi các bạn. Nó có để cho các bạn cái định dạng là ví dụ là bên info Uniswap đi, là xong rồi nó sẽ xoẹt một cái token và cái address của cái token đó. Giống như là mình vào thử cái phần mà info Uniswap cho các bạn xem là cái gì. Là ở trên cái phần mà info Uniswap.org này á, là mình bấm thử cái đồng Frost này cho các bạn xem nhé. Thì khi bấm vào thông tin của một đồng coin hay token ở trên đây á, thì nó sẽ để nè các bạn, nó sẽ để cái token nè và cái token address ở đây. Thì nếu như cái đồng token của các bạn định list lên là cái đồng Frost này, thì các bạn chỉ việc copy cái đường link này và dán vào đây là được, là ok. Nhưng với điều kiện là các bạn có cái đồng token ở trên mạng E, mạng ERC20 á, thì các bạn sợ thông tin ở trên Uniswap.info này thì nó mới có. Tại vì cái sàn DEX này á là nó của mạng E. Còn ví dụ những bạn mà listing token ở trên mạng Binance Smart Chain thì làm sao? Đây mình ví dụ trên Binance Smart Chain thì các bạn làm như thế này. Là các bạn vào PancakeSwap, cái sàn DEX PancakeSwap cho mình. Thì ở trong cái sàn PancakeSwap này nó cũng sẽ có một cái phần info thôi, để cho chúng ta lấy cái thông tin của token. Đây, cái phần info của nó là các bạn vào cái chỗ dấu ba chấm, bấm vào phần info. Rồi, đây, vào cái phần info. Ở trong đây nó cũng sẽ hiện là những cái đồng coin hoặc token ở trong đây thôi. Các bạn chỉ việc bấm vào. Ở đây mình ví dụ là mình bấm vào cái token có sẵn là cái đồng khác nha. Đó, ở bên đây nó cũng sẽ hiện cái định dạng đó thôi các bạn. Nó hiện cái định dạng là PancakeSwap nè, sạc token và cái token address của nó. Các bạn chỉ việc copy cái đường link này và dán bên kia để cho CoinGecko nó dễ dàng thẩm định là được. Nhưng bây giờ nè, ví dụ là cái đồng token của các bạn không có sẵn ở trên PancakeSwap thì sao? Nó không có sẵn ở đây thì sao? Thì làm sao chúng ta lấy được cái mã token của nó, lấy được cái đường link đó đây? Thì á, các bạn lấy cái token address của nó, các bạn dán vào đây cho mình. Các bạn dán vào trong đây nè. Thì ở đây mình lấy, mình dán vào cho các bạn xem thử. Ví dụ mình lấy cái đồng mà SLV trước đó mình đã tạo ra ở trên mạng BC đi. Mình lấy cái đồng này, mình lấy cái đồng này mình dán vô thử cho các bạn xem. Đây, mình vào lại đây, mình lấy lại cái contract của nó, mình copy, mình dán vào cái phần này. Mình nhầm, dán bên đây nè các bạn. Dán ở bên chỗ mà PancakeSwap info nè, các bạn cứ dán vào đây. Dán contract nó vào cái thanh tìm kiếm này. Đó, nó hiện ra cái đồng sang LV nè các bạn, SLV. Thì các bạn nhấn vào thôi. Đó. Thì ở đây nó sẽ ra cái info của cái đồng sang LV. Các bạn chỉ việc mà copy cái đường link của nó thôi. Thì cái đồng sang LV này á, mình nói thêm một chút là cái sang LV này, cái đồng token này là trước đó mình cũng có listing thử ở trên đây cho các bạn xem cách listing ở trên PancakeSwap, cho nên là nó còn hiện lại cái thông tin ở đây. Chứ mình trước đó cũng đã rút đi cái thanh khoản của đồng này rồi, cho nên hiện tại nó chỉ còn hiện lại cái thông tin thôi các bạn. Chắc chắn là nó sẽ không có cái mua bán giao dịch gì đâu ở đây, vì mình tạo ra chỉ để testing cho các bạn xem thôi, chứ mình đâu có tạo ra cái đồng sang LV này để đi lùa gà siêu coi gì đâu, cho nên chắc chắn nó sẽ không có volume giao dịch ở đây. Thì mình copy cái token này mình dán qua bên đây đó.
Sau đó các bạn điền tiếp ở dưới đây là token symbol là SLV, nhớ điền đúng nha các bạn, đừng điền sai nó công lắm. Website URL thì các bạn điền là ví dụ là sanglv.io đi. Rồi blockchain platform tất nhiên là chọn BC rồi, hoặc là cái mạng nào mà các bạn phát triển ở trên mạng đó thì các bạn chọn vô. Contract address. Contract address là 1077 ở đây. Rồi, bỏ vào. Ở phần mô tả này nó quan trọng nè các bạn. Các bạn phải mô tả thật chính xác cái dự án của mình. Thứ nhất là nó có lợi cho việc là sau này listing á, người dùng người ta vào, người ta xem, người ta hiểu dự án này phát triển nhằm mục đích gì, nó làm được cái gì. Đó, và cái thứ hai là CoinGecko nó cũng sẽ hiểu hơn về dự án các bạn để dễ dàng nó listing lên đây. Và các bạn nè, nó để các bạn nên sử dụng 10 tới 15 câu là trong khoảng 3 đoạn văn á ngắn để giải thích được cái dự án này. À, hai cái key quan trọng là mục đích và chức năng. Nó có mục đích gì, được tạo ra với mục đích gì và có những function như thế nào. Thì các bạn điền vào đây thì mình ở đây mình điền cho nó nhanh, mình điền là ví dụ là ABC đi. Còn các bạn làm dự án thì các bạn phải điền đầy đủ vào. Nhớ điền bằng tiếng Anh nha. Rồi, total supply thì đây là 300 triệu. Bao nhiêu thì các bạn điền số liệu bấy nhiêu thôi, 300 triệu. Rồi. Đây là tới circulating supply là nguồn cung hiện tại. Ở đây nó cũng có nói là nó hiện tại nó không thể tự động cập nhật cái phần mà listing nguồn cung hiện tại này được. Cái dữ liệu này các bạn phải gửi mail qua cho nó là email là hello@coinGecko.com. Thì các bạn cứ gửi thông tin toàn bộ dữ liệu về cái circulating supply này qua Gmail này cho nó là được. Rồi tiếp theo là nó sẽ là cái phần mã nguồn mở trên GitHub, GitLab. Thì các bạn cứ add cái link mã nguồn vào đây là được. Bên dưới nó sẽ là về những social như là Facebook, Twitter, Telegram, Discord, Medium, Subreddit, Bitcoin Talk. Thì các bạn cứ điền đầy đủ những cái link mà mạng xã hội vào đây. Mạng xã hội của các bạn, cộng đồng nó càng tốt, càng chất lượng thì tỷ lệ list nó sẽ càng cao thôi. Và cuối cùng là token logo của nó. Ở đây nó cũng hiện cái định dạng này các bạn. Nó chỉ lấy định dạng là BNG hoặc là JPG. Và cái background của nó phải là background xóa phông, kích thước là 200 pixel hình vuông. Các bạn cứ điền cái đường link background vào đây, cái đường link của logo chứ vào đây là ok, sau đó các bạn bấm gửi là được. Và như vậy thì Sang đã hướng dẫn xong cho mọi người cách để chúng ta có thể list được cái đồng coin hoặc token của mình lên trên CoinGecko. Thì các bạn cứ làm theo tuần tự từng bước như vậy thì việc listing nó sẽ diễn ra dễ dàng và thuận lợi. Và các bạn nên lưu ý việc cung cấp thông tin để kiểm duyệt dự án để CoinGecko tiến hành thẩm định cực kỳ quan trọng, cho nên các bạn phải cung cấp những thông tin đúng sự thật, đúng với tình trạng hiện tại của dự án để việc thẩm định của bên CoinGecko nó sẽ diễn ra dễ dàng và dự án của các bạn sẽ listing ở trên đây thành công nó cũng sẽ dễ hơn. Tránh tình trạng các bạn cung cấp những thông tin sai lệch, những thông tin không đúng sự thật hoặc là nói quá về dự án thì dự án của các bạn sẽ rất dễ bị reject và sau này việc các bạn upload lại hoặc là muốn nó kiểm duyệt lại sẽ rất khó khăn. Và như vậy thì Sang đã hướng dẫn cho các bạn để mà chúng ta có thể list được cái đồng coin và token của mình lên trên hai sàn lớn là CoinMarketCap và CoinGecko. Thì nếu các bạn yêu thích chiếc video này thì các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Sang nhé. Cảm ơn các bạn.